Liên đoàn Lao động huyện Cần Đước tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm, thực hiện kết luận 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Trong 3 năm qua, các công đoàn cơ sở đã thực hiện 481 mô hình hay, cách làm hiệu quả để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan đơn vị. Liên đoàn Lao động huyện kịp thời hỗ trợ công nhân lao động tại các khu nhà trọ và doanh nghiệp thực hiện phương án 3 tại chỗ, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch với tổng kinh phí trên 4,3 tỷ đồng. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện trao giấy khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.